Chào các em. Rất vui được gặp lại các em trong lớp học ngày hôm nay. Cô là Nguyễn Thị Tùng Diệp, giáo viên trường Trung học phổ thông Thăng Long. Thật nhanh khi chương trình dạy học trên truyền hình môn Hóa học lớp 10 đã đi đến tiết học số 20. Đồng hành cùng chương trình, cô tin rằng các em đã có những bài học bổ ích và lý thú. Giờ học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ dành thời gian để ôn luyện lại hai nội dung mà các em đã được học trong chương 7 là tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. Với mỗi nội dung này, chúng ta sẽ hệ thống lại các kiến thức lý thuyết trọng tâm trước khi vận dụng vào một số bài tập điển hình. Ngay bây giờ, mời các em đến với phần hệ thống lý thuyết về tốc độ phản ứng hóa học. Tốc độ phản ứng hóa học hay tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho mức độ xảy ra nhanh hay chậm của phản ứng hóa học. Nó được tính bằng độ biến thiên nồng độ của một chất tham gia hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. Vì một phản ứng hóa học có mặt nhiều chất nên khi tính tốc độ của phản ứng, em cần chỉ rõ là tính theo chất nào. Ở đây, cô đưa ra biểu thức tính tốc độ trung bình của một phản ứng trong khoảng thời gian delta T theo độ biến thiên nồng độ của chất X. Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ của một phản ứng như nồng độ, áp suất, nhiệt độ diện tích tiếp xúc chất xúc tác cần lưu ý rằng áp suất chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của các phản ứng có chất khí tham gia khi ta tăng nồng độ áp suất nhiệt độ diện tích tiếp xúc hay trong một số phản ứng là sử dụng chất xúc tác thì tốc độ phản ứng tăng ngược lại nếu nồng độ áp suất nhiệt độ diện tích tiếp xúc giảm hoặc sử dụng chất ức chế cho một số phản ứng khi đó tốc độ phản ứng cũng giảm. Vận dụng những kiến thức này, các em sẽ đến với một số bài tập củng cố về tốc độ phản ứng. Câu hỏi số 1 như sau. Cho phản ứng, chất X tác dụng với chất Y tạo sản phẩm gồm Z và T. Khảo sát nồng độ của chất X tại hai thời điểm, 8 giờ và 8 giờ 20 phút, ta được kết quả tương ứng là 0,1 và 0,08 mol trên lít. Em hãy tính tốc độ trung bình của phản ứng theo chất X trong khoảng thời gian trên. Ta có tốc độ trung bình của phản ứng theo chất X được tính theo biểu thức delta CX chia delta T. Nên để tính được tốc độ trung bình của phản ứng theo chất X, em cần tính delta T và delta CX trước. Dựa theo các số liệu bài cung cấp, ta có delta T bằng 20 phút độ biến thiên nồng độ của chất X bằng 0,02 mol trên lít. Thay các giá trị này vào biểu thức tính tốc độ, ta được tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian 20 phút là 0,001 mol chia lít phút. Chúng ta tiếp tục với câu hỏi số 2. Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm bằng phản ứng giữa dung dịch axit chloric với muối kali permanganat rắn, để khí clo thoát ra nhanh hơn, ta cần sử dụng dung dịch axit clohydric có nồng độ như thế nào và thực hiện phản ứng trong điều kiện nhiệt độ ra sao? Các em suy nghĩ và chọn đáp án cho câu hỏi số 2 nhé. Phương trình hóa học của phản ứng điều chế như sau. Bài yêu cầu khí clo thoát ra nhanh hơn, nghĩa là muốn tăng tốc độ của phản ứng điều chế khí clo. Với dung dịch axit hydrochloric, vì nồng độ tăng tức dung dịch càng đặc thì tốc độ phản ứng cũng tăng, nên ta lựa chọn sử dụng dung dịch axit hydrochloric đặc. Về nhiệt độ thực hiện phản ứng, nhiệt độ tăng cũng làm tốc độ phản ứng tăng, nên với hai cách là đun nhẹ và làm lạnh, ta lựa chọn hình thức đun nhẹ. Vậy đáp án đúng cho câu hỏi số 2 là phương án A. Cô mời các em tiếp tục đến với câu hỏi số 3. Thực hiện các thí nghiệm hòa tan 10 gam đá vôi ở dạng viên lớn, viên nhỏ và dạng bột trong dung dịch axit chlorhydric dư. Em hãy so sánh thời gian cần thiết để hòa tan các mẫu đá vôi này. Dễ thấy để hòa tan cùng một lượng đá vôi. Phản ứng nào xảy ra với tốc độ càng lớn thì thời gian thực hiện phản ứng càng nhỏ. Do đó, để so sánh được T1, T2 và T3, thực chất em cần so sánh tốc độ của các phản ứng xảy ra trong 3 thí nghiệm bài cho. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt về tốc độ phản ứng trong 3 thí nghiệm này? Chúng ta thấy cả 3 thí nghiệm đều sử dụng 10 gam đá vôi. Phản ứng đều xảy ra với dung dịch axit chloric dư có cùng nồng độ. Điểm khác biệt duy nhất chỉ nằm ở dạng của đá vôi tham gia phản ứng. Điều này có nghĩa là diện tích tiếp xúc của đá vôi với dung dịch axit trong 3 thí nghiệm này là khác nhau. Trường hợp này, các em thường sai lầm khi cho rằng chất rắn có kích thước lớn thì diện tích tiếp xúc cũng lớn nhưng thực tế lại không phải như thế với cùng một khối lượng chất rắn có kích thước càng nhỏ thì diện tích tiếp xúc sẽ càng lớn cô sẽ chứng minh nhận định này bằng một ví dụ đơn giản sau đây trên tay cô là một quả táo khi quả táo này chưa bổ thì diện tích tiếp xúc của quả táo với môi trường xung quanh đúng bằng diện tích mặt ngoài của quả táo nếu bây giờ cô bổ quả táo làm đôi chúng ta thấy diện tích tiếp xúc của quả táo với môi trường sẽ như thế nào ạ? Vẫn bằng diện tích bề mặt của quả táo, nhưng lúc này đã được cộng thêm diện tích của hai mặt cắt. Cứ như thế, nếu tiếp tục chia nhỏ quả táo, thì diện tích tiếp xúc của quả táo sẽ tiếp tục tăng. Do đó, khi chuyển từ đá vôi dạng viên lớn sang dạng viên nhỏ rồi dạng bột, do diện tích tiếp xúc của đá vôi tăng sẽ làm tăng tốc độ của các phản ứng xảy ra. Mà tốc độ phản ứng tăng thì thời gian thực hiện phản ứng sẽ giảm. Vì vậy, T1 lớn hơn T2 lớn hơn T3. Nói cách khác là T3 nhỏ hơn T2 nhỏ hơn T1. Chúc mừng các em đã có đáp án đúng với câu hỏi số 3. Các em thân mến, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa học được vận dụng nhiều trong đời sống, trong thực tiễn để điều khiển các phản ứng xảy ra theo hướng có lợi. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này trong những bài tập sau đây. Thực hiện các biện pháp vặn nhỏ bếp ga, thêm sữa chua cái khi làm sữa chua, chia nhỏ thịt khi luộc và bảo quản vaccine trong phích giữ nhiệt. Em hãy suy nghĩ và cho cô biết biện pháp nào làm tăng tốc độ phản ứng, biện pháp nào làm giảm tốc độ phản ứng. Vặn nhỏ bếp ga là biện pháp làm giảm nồng độ khí ga thoát ra từ đó làm giảm tốc độ của phản ứng đốt cháy nhiên liệu thêm sữa chua cái khi làm sữa chua thực chất là cung cấp chất xúc tác cho phản ứng lên men các vi khuẩn kích hoạt men có xong sữa chua cái làm cho phản ứng lên men xảy ra nhanh hơn sữa chua nhanh chua và nhanh đông hơn chia thịt nhỏ khi luộc là hình thức làm tăng diện tích tiếp xúc của thịt với nước nóng xung quanh. Nhờ đó, phản ứng chuyển hóa protein trong thịt xảy ra nhanh hơn, thịt cũng nhanh chín hơn. Dùng phích giữ nhiệt hay các thiết bị như tủ lạnh, kho lạnh để bảo quản vaccine nhằm duy trì mức nhiệt độ ổn định ở 2 đến 8 độ C. Với nhiệt độ này, phản ứng phá hủy protein sẽ xảy ra với tốc độ chậm hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục với một bài tập khác để các em hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc vận dụng các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trong thực tế. Thời gian qua, tình trạng cháy nổ có những diễn biến hết sức phức tạp. Hàng loạt các vụ cháy lớn đã xảy ra mà chắc hẳn các em vẫn chưa quên như vụ cháy rừng ở Úc, cháy nhà thờ Đức Bà Paris. Các vụ hỏa hoạn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng cũng như để lại hậu quả nặng nề cho con người tác động xấu đến môi trường. Khi gặp hỏa hoạn, để dập tắt các đám cháy, con người có thể sử dụng một số biện pháp như dùng nước, dùng chăn ướt, dùng bình xịt carbonic. Em hãy cho biết yếu tố nào đã được vận dụng để làm giảm tốc độ phản ứng cháy trong các biện pháp nêu trên. Như các em đã biết, các đám cháy được hình thành từ 3 yếu tố là nguồn nhiệt, chất cháy và oxy nguyên tắc của chữa cháy là làm giảm đến mức tối thiểu tốc độ của phản ứng cháy và phân tán nhanh nguồn nhiệt của đám cháy ra môi trường bên ngoài khi dùng nước để dập lửa ta đồng thời tác động đến hai yếu tố là nguồn nhiệt và oxy cụ thể khi phun nước vào đám cháy nước sẽ hấp thụ nhiệt từ đám cháy và làm giảm nhiệt độ của đám cháy khi hấp thụ nhiệt nước từ dạng lỏng sẽ chuyển sang thể hơi 1 lít nước khi hóa hơi tạo ra được khoảng 1.700 lít hơi nước. Thể tích hơi nước rất lớn sinh ra, hòa trộn với không khí sẽ làm giảm nồng độ của oxy. Nếu thực hiện chữa cháy ở trong các thể tích kín, thì thể tích hơi nước lớn sinh ra còn có thể chiếm chỗ của không khí và đẩy không khí ra bên ngoài. Như vậy, trong trường hợp này đã làm giảm được diện tích tiếp xúc của vật cháy với oxy không khí dùng nước để dập lửa thì rất hiệu quả. Tuy nhiên, không phải đám cháy nào chúng ta cũng có thể dập lửa bằng nước. Cô lấy ví dụ với các đám cháy bằng xăng dầu. Do đặc điểm, xăng dầu nhẹ hơn nước lại không tan trong nước nên nổi trên mặt nước. Nếu ta dùng nước để dập các đám cháy bằng xăng dầu, vô hình dung chúng ta lại khiến xăng dầu lan rộng hơn, làm tăng diện tích tiếp xúc của xăng dầu với không khí. Và vì vậy, đám cháy càng dữ dội hơn. Dùng chăn ướt chùm lên ngọn lửa cũng là một biện pháp chữa cháy. Khi chăn thấm nước, các sợi vải nở to sẽ làm tăng độ kín trên bề mặt của chăn, có tác dụng ngăn cách đám cháy với môi trường bên ngoài, ngăn không cho oxy vào vùng cháy. Việc dùng chăn ướt cũng có tác dụng làm hạ thấp nhiệt độ của ngọn lửa. Tuy nhiên, phương pháp này thường chỉ thích hợp với những đám cháy nhỏ. Và các em hãy nhớ phải dùng chăn ướt nhé! vì nếu dùng chăn khô, các em đã vô tình cung cấp thêm chất cháy cho đám cháy. Tương tự, sử dụng bình xịt chứa carbonic lỏng cũng là một phương pháp dập lửa nhanh và hiệu quả. Lúc mở van bình, do sự tranh lệch về áp suất, carbonic lỏng trong bình ở mức nhiệt độ rất thấp là âm 79 độ C sẽ thoát ra ngoài ở dạng phun xương như khói, vừa cắt đứt nguồn oxy của không khí, vừa có tác dụng hạ nhiệt của đám cháy. Ngoài ba phương pháp nêu trên, trong thực tế còn nhiều phương pháp khác có thể được sử dụng để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm của các đám cháy mà chúng ta sử dụng biện pháp thích hợp. Nếu chẳng may gặp phải hỏa hoạn, các em cũng đừng quên tiêu lệnh chữa cháy nhé. Tiếp sau đây, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ 2 cân bằng hóa học. Về mặt lý thuyết, các em cần nắm được những ý sau. Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Khi đạt đến trạng thái cân bằng, các phản ứng thuận và nghịch vẫn tiếp tục xảy ra nên cân bằng hóa học là cân bằng động. Tuy nhiên, vì tốc độ của phản ứng thuận bằng tốc độ của phản ứng nghịch nên thành phần của các chất trong hệ cân bằng là không đổi. Điều này dễ khiến chúng ta lầm tưởng là phản ứng đã dừng lại. Nếu một phản ứng thuận nghịch đã đạt đến trạng thái cân bằng, ta thay đổi một yếu tố nào đó thì cân bằng có thể bị phá vỡ và chuyển đến một trạng thái cân bằng mới. Hướng chuyển dịch cân bằng là theo chiều làm giảm ảnh hưởng của tác động bên ngoài. Đây cũng là nội dung của nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier có ba tác động bên ngoài có thể làm cân bằng bị chuyển dịch là áp suất, nồng độ và nhiệt độ. Ảnh hưởng chi tiết của các yếu tố này như sau. Thứ nhất là yếu tố áp suất. Các em lưu ý, áp suất chỉ ảnh hưởng đến các cân bằng mà tổng hệ số các chất khí ở hai vế của phương trình phải khác nhau. Khi ta tăng áp suất chung của hệ Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, tức là chiều làm giảm tổng hệ số của chất khí. Ngược lại, nếu giảm áp suất, cân bằng lại chuyển dịch theo chiều làm tăng áp suất, cũng là chiều làm tăng tổng hệ số của các chất khí. Yếu tố thứ hai là yếu tố nồng độ. Đối với yếu tố này, các em cần nhớ việc thêm hoặc bớt chất rắn dạng nguyên chất ra khỏi cân bằng, không ảnh hưởng đến cân bằng. Nếu ta tăng nồng độ của một chất A có trong cân bằng thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ của chất A, tức là chiều A là chất tham gia. Còn khi ta giảm nồng độ của chất A thì cân bằng lại chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ của chất A, tức là chiều A là sản phẩm. Khác với các yếu tố áp suất và nồng độ nhiệt độ ảnh hưởng đến mọi cân bằng hóa học để xét ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ đến các cân bằng hóa học em phải dựa vào dấu của delta h là nhiệt của phản ứng cụ thể delta h bài cho là của phản ứng thuận nhiệt của phản ứng thuận và phản ứng nghịch bằng nhau nhưng trái dấu nếu delta h lớn hơn không phản ứng thuộc loại thu nhiệt và làm giảm nhiệt độ của môi trường xung quanh còn delta H nhỏ hơn không chứng tỏ phản ứng là tỏa nhiệt và sẽ làm tăng nhiệt độ của môi trường xung quanh. Như vậy, nếu ta tác động đến cân bằng bằng cách tăng nhiệt độ, thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ, cũng là chiều của phản ứng thu nhiệt. Còn khi ta giảm nhiệt độ, thì cân bằng lại chuyển dịch theo chiều làm tăng nhiệt độ, tức là chiều của phản ứng tỏa nhiệt. ảnh hưởng của các yếu tố áp suất nồng độ và nhiệt độ đã cũng được cô tổng kết lại trong bảng sau. Mời các em cùng theo dõi. Liên quan đến cân bằng hóa học, chúng ta thường gặp bài tập ở 3 dạng. Dạng thứ nhất, cho cân bằng hóa học xác định các yếu tố ảnh hưởng. Dạng thứ hai, cho chiều chuyển dịch cân bằng hóa học xác định tác động. Và dạng thứ ba là cho tác động xác định chiều chuyển dịch cân bằng. Cô giáo sẽ lần lượt lấy các ví dụ để hướng dẫn các em tìm hiểu về ba dạng bài. Chúng ta đi vào dạng bài đầu tiên cho cân bằng hóa học, xác định các yếu tố ảnh hưởng. Câu hỏi số 1 như sau. Cho cân bằng hóa học thực hiện trong bình kín. Carbonic tác dụng với hydro tạo thành carbon monoxide và nước. Các chất đều tồn tại ở trạng thái khí. Nhiệm vụ của em là xác định trong năm yếu tố bài đưa ra, những yếu tố nào làm thay đổi cân bằng của hệ? Xét các yếu tố bài đưa ra ta thấy, nhiệt độ ảnh hưởng đến mọi cân bằng hóa học. Vì vậy, ta loại được phương án B vì phương án này không chứa yếu tố nhiệt độ. Chất xúc tác chỉ có tác dụng làm phản ứng thuận nghịch nhanh đạt đến trạng thái cân bằng mà không có tác dụng làm thay đổi cân bằng. Vì vậy, chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng của hệ. Do đó, 4 không được có trong đáp án đúng. Và vì vậy, ta loại thêm được một phương án nữa là phương án A. Hai phương án C và D chỉ khác nhau ở yếu tố số 5. Cô và các em sẽ tìm hiểu chi tiết yếu tố này. Yếu tố số 5 đề cập đến ảnh hưởng của áp suất đến cân bằng. Để xét xem áp suất có ảnh hưởng đến cân bằng hay không. Chúng ta sẽ tính tổng hệ số của các chất khí ở mỗi vế phương trình. Thực hiện tính toán ta thấy hệ số khí ở hai vế của cân bằng bài cho giống nhau và đều bằng 2. Như vậy, áp suất không ảnh hưởng đến cân bằng trong trường hợp bài cho. 5. Không có mặt trong đáp án đúng. Vì vậy, phương án đúng của bài tập số 1 là phương án C. Kem cũng dễ dàng giải thích được sự xuất hiện của các yếu tố 2 và 3 trong đáp án đúng bởi vì nước và hydro đều là những chất khí và có mặt trong cân bằng này nên việc thêm chúng vào hệ sẽ làm thay đổi nồng độ của chúng và vì vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cân bằng của hệ. Chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Trong bài tập số 2, Bài đưa ra 5 cân bằng hóa học và nhiệm vụ của em là phải chỉ ra các cân bằng không bị ảnh hưởng khi chúng ta tăng áp suất. Lý thuyết đã khẳng định áp suất chỉ ảnh hưởng đến các cân bằng mà tổng hệ số các chất khí ở hai vế của phương trình phải khác nhau. Với 5 cân bằng bài cho, khi tính tổng hệ số các chất khí ở mỗi vế của cân bằng, ta thấy các cân bằng 1, 4 và 5 có tổng hệ số khí ở hai vế bằng nhau. Như vậy các cân bằng 1, 4 và 5 sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố áp suất. Nói cách khác là khi tăng áp suất thì các cân bằng này không bị chuyển dịch. Chúc mừng các em đã có đáp án đúng cho câu hỏi số 2. Cô trò chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang dạng bài số 2. Đó là dạng bài cho chiều chuyển dịch cân bằng hóa học, xác định tác động một số ví dụ cô đưa ra với các em như sau. Các em hãy đọc đề của câu hỏi số 1 và lựa chọn phương án trả lời đúng cho câu hỏi này. Với cân bằng phân hủy pentachlorua, để xác định xem trong 4 tác động bài cho, tác động nào sẽ làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích lần lượt từng tác động nhé. ở phương án A đưa ra tác động là tăng áp suất chung của hệ phản ứng. Khi ta tăng áp suất chung của hệ phản ứng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, tức là chiều làm giảm tổng hệ số các chất khí. Với cân bằng bài cho thì đó là chiều từ phải sang trái, tức là chiều của phản ứng nghịch. Như vậy, A là một phương án sai. Khi thêm clo vào hệ phản ứng nồng độ clo trong hệ tăng nên cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ của clo tức là chiều clo là chất tham gia và đây cũng là chiều nghịch của cân bằng hoàn toàn tương tự các em xác định được khi thêm phốt pho tri clorua vào hệ phản ứng nồng độ phốt pho tri clorua tăng cũng làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều phốt pho tri clorua là chất tham gia cũng là chiều nghịch vì vậy, đáp án đúng cho câu hỏi số 1 phải là phương án D. Cụ thể, khi ta tăng nhiệt độ của hệ phản ứng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ của hệ. Đó là chiều của phản ứng thu nhiệt với delta H lớn hơn 0. Và trong trường hợp này, chúng ta thấy ngay đây là chiều của phản ứng thuận Ta tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Trong câu hỏi số 2, bài đưa ra cân bằng tổng hợp amoniac trong công nghiệp và yêu cầu các em phải chỉ ra các tác động để cân bằng có thể chuyển dịch theo chiều thuận. Như các em đã biết, có 3 yếu tố có thể làm cho cân bằng hóa học bị chuyển dịch là nồng độ, áp suất và nhiệt độ. Để trả lời được câu hỏi cần phải tác động như thế nào? để cân bằng tổng hợp amoniac chuyển dịch theo chiều thuận. Chúng ta phải làm rõ được chiều thuận của cân bằng bài cho sẽ tác động đến các yếu tố nhiệt độ, nồng độ và áp suất như thế nào. Cụ thể chúng ta thấy như sau. Với yếu tố nhiệt độ, chúng ta hãy nhìn vào giá trị của delta H. Vì nhiệt của phản ứng thuận nhỏ hơn không nên phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt làm tăng nhiệt độ của hệ. Khi tính tổng hệ số của các chất khí ở mỗi vế, ta thấy chiều thuận làm giảm tổng hệ số của các chất khí tương ứng với việc làm giảm áp suất. Cũng theo chiều thuận, nitơ và hydro là các chất tham gia để tạo sản phẩm amoniac. Vì vậy, nồng độ nitơ và hydro giảm, còn nồng độ amoniac lại tăng. Đến đây ta thấy để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận, ta chỉ cần thực hiện tác động ngược với những ảnh hưởng mà chiều thuận đã gây ra. Cụ thể, ta cần giảm nhiệt độ, tăng áp suất, tăng nồng độ khí nitơ hydro và giảm nồng độ khí ammonia. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với dạng bài số 3, cho tác động xác định chiều chuyển dịch cân bằng hóa học cô đưa ra một số bài tập vận dụng như sau. Câu hỏi số 1. Cho cân bằng tổng hợp lưu huỳnh trioxit từ lưu huỳnh dioxit và oxy. Phản ứng thuận có delta H nhỏ hơn không? Các em hãy xác định cân bằng chuyển dịch theo chiều nào nếu ta tăng nhiệt độ, tăng áp suất chung hoặc thêm khí oxy vào bình. Khi ta tăng nhiệt độ cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ, tức là chiều của phản ứng thu nhiệt. Trong trường hợp này, phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt, nên phản ứng thu nhiệt sẽ là phản ứng nghịch. Nếu ta tăng áp suất chung của hệ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm áp suất, cũng là chiều làm giảm tổng hệ số các chất khí. Xét với cân bằng bài cho thì chiều làm giảm tổng hệ số các chất khí là chiều từ trái qua phải cũng là chiều thuận của cân bằng. Việc thêm khí oxy vào bình sẽ làm tăng nồng độ của khí oxy. Và vì vậy, cân bằng lúc này lại chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ oxy, tức là chiều oxy là chất tham gia. Mà ở đây, chiều của phản ứng thuận cũng là chiều mà oxy đóng vai trò là chất tham gia. Nên trong trường hợp này, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận. Chúng ta tiếp tục với một bài tập khác trong câu hỏi số 2. Các em hãy đọc đề câu hỏi này, đây cũng là bài tập số 6 trang 167 sách giáo khoa ban cơ bản. Cô cho mình sẽ phân tích từng tác động bài cho để xác định cân bằng chuyển dịch theo chiều nào nhé. Tác động thứ nhất bài đưa ra là tăng dung tích của bình phản ứng. Chúng ta dễ thấy, dung tích của bình chính là thể tích của bình nhưng yếu tố này không phải là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cân bằng vậy yếu tố này có liên hệ gì với nhiệt độ áp suất và nồng độ hay không chúng ta thấy đối với chất khí thì thể tích của bình cũng là thể tích của khí do đó khi ta tăng dung tích của bình phản ứng lên thì áp suất khí ở trong bình sẽ giảm và áp suất khí trong bình giảm thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều làm tăng áp suất là chiều làm tăng tổng hệ số các chất khí. Xét với cân bằng phân hủy canxi cacbonat bài cho thì chiều làm tăng tổng hệ số các chất khí chính là chiều từ trái qua phải, nói cách khác là chiều thuận của cân bằng. Chúng ta tiếp tục xét đến tác động thứ hai của bài. Thêm canxi cacbonat vào bình phản ứng. Rất nhiều bạn khi đọc tác động này thì sẽ sử dụng ngay nguyên lý chuyển dịch cân bằng để xác định xem cân bằng chuyển dịch theo chiều nào. Nhưng chúng ta hãy để ý, canxi carbonat tồn tại ở trạng thái rắn. Và chúng ta đã khẳng định việc thêm hoặc bớt chất rắn ra khỏi hệ cân bằng không ảnh hưởng đến cân bằng của hệ. Như vậy, trong trường hợp thêm canxi carbonat vào bình thì cân bằng hóa học không bị chuyển dịch. Với lý do hoàn toàn tương tự, nên nếu lấy canxi oxit ra khỏi bình phản ứng, canxi oxit do cũng tồn tại ở trạng thái rắn cũng sẽ không làm chuyển dịch cân bằng hóa học. tác động thứ tư mà bài tập này đưa ra là tăng nhiệt độ. khi ta tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ. đó là chiều của phản ứng thu nhiệt với delta H lớn hơn không. và chúng ta cũng có thể khẳng định ngay chiều của phản ứng thu nhiệt trong cân bằng bài cho là chiều thuận. chúng ta chuyển sang tác động thứ năm là thêm ít giọt dung dịch natri vào bình phản ứng. Trong trường hợp này, nhiều bạn sẽ cho rằng việc thêm vào bình vài giọt dung dịch natri hydroxit không làm ảnh hưởng đến cân bằng bởi vì trong cân bằng không hề có mặt của natri hydroxit. Nhưng vai trò của natri hydroxit trong trường hợp này lại là chất hấp thụ carbonic. Khi thêm vào vài giọt dung dịch natri hydroxit natri hydroxit sẽ phản ứng với carbonic có trong bình và vì vậy làm giảm nồng độ carbonic. Do đó, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm tăng nồng độ carbonic, tức là chiều carbonic là sản phẩm. Đây cũng là chiều thuận đối với cân bằng bài cho. Chúng ta chuyển sang một bài tập khác, câu hỏi số 3. Cho cân bằng trong bình kín kết hợp hai phân tử nitơ dioxit thành một phân tử dinitơ tetraoxit. Khi giảm nhiệt độ của bình phản ứng thì màu nâu đỏ trong bình nhạt dần. Các em hãy xác định xem phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt hay thu nhiệt. Dựa vào ý nghĩa của delta H, ta đã loại ngay được hai phương án B và C. Vì delta H nhỏ hơn 0 thì phản ứng phải thuộc loại tỏa nhiệt và delta H lớn hơn 0 thì đó phải là phản ứng thu nhiệt. Ta đã tác động đến cân bằng bài cho bằng việc giảm nhiệt độ. Và khi giảm nhiệt độ thì theo dữ kiện bài cung cấp, màu nâu đỏ trong bình nhạt dần. Điều này đồng nghĩa với việc cân bằng bài cho khi giảm nhiệt độ đã chuyển dịch theo chiều tạo khí không màu, tức là chiều thuận. Giảm nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận. Vậy chiều thuận phải là chiều làm tăng nhiệt độ, tức là chiều thuận là tỏa nhiệt. Đáp án đúng cho câu hỏi số 3 là phương án D. Trên đây, cô trò chúng ta vừa cùng nhau ôn luyện về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, hai nội dung mà các em đã được học trong chương 7. Bài tập về cân bằng hóa học như cô đã khẳng định không khó nhưng lại dễ nhầm. Các em hãy chịu khó học thật kỹ lý thuyết và xem lại các ví dụ mà cô đã sử dụng trong bài. Giờ học của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các em. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.